Mừng quý vị và các bạn. Thì hôm nay để tiếp tục cuộc đi săn với hai chú chó này. Đang nghe tôi đi săn chuột. Tìm thấy gì chưa? Tôm tìm thấy đâu à? Canh ở dưới đấy nhá, nó chạy ra mất không ấy. Đây. Đây,
Vâng. Khỏe thật đấy. Nó mà đi ra cái này thì mất bữa. Gạch thế này. Chủ hãng này thế. Chơi gạch của chủ bây giờ thì thôi. Tức là bới vào mặt nó. Bới gạch vào mặt nó. Bới vào khoai sao nhỉ? Đúng không? Chân của con không phải à? Tưởng bới được củ khoai đi. Ngon. Đâu anh thả ra để muốn như em. Bây giờ bạn nguy hiểm lắm cậu ơi. Mày chơi thế. Ra ra xem nào, ra nhanh, ra ngoài vòng ngoài, ra ngoài vòng ngoài, ra vòng ngoài. Đấy. Bảo đừng nghe lời thế chứ không gì làm gì được. Không có nào phát nào, bọn này thâu, bọn này nó ngửi cái mùi của nó. Không phải. Nhưng này nhiều gạch quá. Nhiều góc này khi vào đây là khó tìm. Do chỗ này nó nhiều gạch quá mà vừa lại vướng dưới bên mươi cho nên có lẽ chắc là mình sẽ dừng video ở đây, hẹn là gặp lại quý vị và các bạn ở video clip tiếp theo. Thì cuộc săn chuột đợt này nó không thành công thì hẹn các bạn ở video lần sau nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh cho Đặng Tùng Vlog để Đặng Tùng Vlog ra nhiều video hay hơn nhé.